Bây giờ ban giám khảo đã có kết quả của ba em. Bây giờ số 11 đại thiếu gia, cái tên quý vị đại thiếu gia được hạnh nhất. Số 14 số 14 thế nào con? Số 14 số 14 đây người đẹp số 14 này là hạng nhì, còn cô 42 nó làm lợi quá chứ vô. Và hạng ba là đứa số 7. Số 7 mà cháu ra đi cháu. Kính thưa quý vị, đây là ba em mà được thứ nhất là đại thiếu gia, thứ hai là em này số 14 và hạng ba là em số 7.